Nước vô rồi ít. Nó vô chết cái mạch cấp nguồn rồi. Nó chớp kìa. Nó chớp kìa. Rút nguồn đi, nó chưa chết. Nó vô nước không à. Cái này nó nóng cái mà cấp nguồn quá. Nóng nó sôi bọt luôn nè. Nó mạnh dữ trời. Bên đâu chưa được nửa ga nữa là nó bốc đầu rồi. Vậy gì? Chứ làm gì vậy? Thử nữa không? Vậy. Thử nữa vẫn được mà. Có SC. SC 90A không mà nó đâu có cấp nguồn được đâu. 90A nó cấp tới 7 volt mấy lận.
chị lấy con rễ cái con ấy đi. Cái nguồn nó đẩy, tôi đẩy xuống nào trên cao nó để dưới nước, dưới thấp chi vô nước. Khi nó lên bờ cái đi.